giới thiệu về các cái nhân vật này cho anh. Xem mọi người, thì đây là Mark và Sam, là hai nhân vật chính trong Vườn Thành Asima. Mark là một cậu bé rất là lém lỉnh, một cậu bé có một ước mơ lớn và luôn mang cho mình về việc là mình sẽ cứu cậu cái chậu cây của mình như thế nào, và mình có thể một lần nữa là nhìn thấy mình đất xanh hay không. Nếu mọi người thấy thì Mark được lấy cảm hứng từ những em bé người Mông với trang phục rất là nhiều màu sắc và đôi má phúng phính đáng yêu. Còn đây là Sam, một bạn nhện rất là tò mò về thế giới xung quanh, và có thể nói bạn ấy là một chú nhện rất là kiên cường khi mà có thể chịu được cái môi trường sống khắc nghiệt như vậy, đến nỗi mà chân của bạn ấy bây giờ phải thay thế bằng một chiếc ống hút. Thì đấy là Mark và Sam và câu chuyện về Vườn Thành Asima. Ok em, thì em có thể giới thiệu về mình, hai bạn giới thiệu về mình cho anh nào. Xin chào mọi người, thì em là Mẫn Nhi, hiện tại em đang sinh viên năm 3 của trường báo chí, và ở trong đoàn phim thì em là sản xuất của phim. Bên cạnh em là Khuê, thì chúng em là co-founder của Sở Thú Studio. Sở Thú Studio xin chào. Thì cái đối tượng mà các bạn hướng đến để xem cái bộ phim này là đối tượng gì? Xin chào. Phải nói không? Nhìn nói. Về đối tượng phim thì chúng em ngay từ đầu chúng em có nghĩ đến việc là sẽ chọn hoạt hình, vì hoạt hình sẽ có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng khác nhau, từ trẻ em cho đến người lớn. Và bên cạnh đấy chúng em chọn phim không thoại để có thể truyền tải được đến nhiều quốc gia và nhiều nền ngôn ngữ hơn. Và hy vọng là Vườn Thành Asima và các bộ phim sau của Sở Thú sẽ có thể tiếp cận được với nhiều người, tiếp cận với đa dạng các nền văn hóa khác nhau. Và hoạt hình không chỉ là cho trẻ em. Cảm ơn các em nhé. Chúc các em và đoàn làm phim có sự phát triển trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người ạ. Em lại chị đi qua đấy.